Chào mừng tất cả các bạn đã đến với thế giới của những bộ tộc độc đáo. Và bây giờ mình cùng các bạn khám phá vì sao bộ tộc này lại quý bò hơn cả tính mạng. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới và nó đã chứng kiến nhiều thay đổi mạnh mẽ kể từ khi độc lập hồi năm 2011. Nhưng đường đến hòa bình vẫn còn xa khi cuộc nội chiến chưa hết và xung đột giữa các bộ lạc ngày càng sâu sắc. Theo Liên Hợp Quốc, đã có khoảng 2 triệu người phải bỏ nhà, trong khi hàng chục nghìn người khác thiệt mạng. Hứa hẹn hòa bình được thay cho súng đạn, nhưng những xung đột chủng tộc giữa các bộ lạc xem ra vẫn còn tiếp tục âm ỉ. Nhất là trong lĩnh vực chính trị, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có hơn 2 triệu người dân Nam Sudan phải rời bỏ làng quê chỗ ở tạm bợ sống qua ngày ở phương xa, và hàng ngàn người đã chết từ cuộc chiến, nhưng bộ lạc Manari thì khác. Người dân của họ đứng ngoài vòng luẩn quẩn đó, tiếp tục làm những gì mà họ đã làm trong nhiều thế hệ qua mà họ cho là tốt nhất có thể làm, là trông chừng và săn sóc gia súc của mình. Rất khó mà tìm được một nhóm người chăn bò nhiệt tình, chấp nhận dành hết thời giờ của cuộc sống thường ngày cho nó, của một bộ lạc sống đơn độc bên bờ sông Nin, tại phía bắc của thủ đô Juba gần như cả quãng đời họ. Nhóm người chăn bò này chỉ loanh quanh trong việc chăn giữ đàn bò quý giá, có tên gọi là con bò Ancon Watusi, một giống bò được nuôi tại nhà và từng xem là bò của những ông vua. Và trong bối cảnh hỗn loạn đó vẫn còn một bộ lạc muốn tránh xa chiến sự và làm điều mà họ giỏi nhất, chăn nuôi gia súc. Khó có thể tìm đâu được những người chăn nuôi gia súc nghiêm túc hơn người Manari, một bộ lạc sống bên bờ sông Nin, phía bắc thủ đô Juba của Nam Sudan. Cuộc sống của họ luôn xoay quanh công việc chăm sóc loài bò Ancon Watus, một giống gia súc có sừng được mệnh danh là loài gia súc vua. Những chú bò này nếu trưởng thành có thể dài tới 2,7 mét và có giá tới $500 trên con. Bởi vậy không có gì lạ khi người Manari coi những con gia súc này như thứ tài sản quý giá nhất của họ, và thậm chí còn sẵn sàng bảo vệ chúng cả súng máy. Nhiếp ảnh gia Tariq Zaizi đã dành ra một khoảng thời gian dài hồi đầu năm nay để quan sát cuộc sống của người Manari và chứng kiến sự tôn thờ của họ đối với giống bò Ancon Watusi. Rất khó để có thể tả được tầm quan trọng của giống gia súc này đối với người Manari, Zaizi nói loài vật này là tất cả đối với họ. Nhiếp ảnh gia này kể lại rằng, bất cứ thành viên nào trong bộ lạc, khi được ông đề nghị chụp ảnh đều muốn đứng cạnh chú bò, mà họ cưng chiều nhất, trong khi vợ con họ thì cũng chỉ làm qua loa cho xong. Có lẽ phong tục này bắt nguồn từ chức năng, cũng như biểu tượng của giống bò Ancon Watusi. Mỗi cá thể bò này đều có giá trị cao đến nỗi người ta hiếm khi mang nó ra giết thịt. Thay vào đó, nó đóng vai trò như một tủ đựng thức ăn, một tủ thuốc, của hồi môn hay thậm chí là người bạn thân của người Manari. Người dân bộ lạc Manari, ai cũng có vóc dáng cao to, cơ bắp như vận động viên, nhưng khẩu phần ăn của họ phần lớn là sữa và sữa chua. Đương nhiên các sản phẩm này đều từ những chú bò quý của họ. Ngay cả những phần nước thải của giống bò này cũng được người Manari tận dụng. Những người đàn ông trong bộ lạc thường thu thập nước tiểu bò để làm thuốc khử trùng và cả sản phẩm làm đẹp. Người Manari thường dùng nước tiểu bò làm chất nhuộm tóc họ thành màu da cam. Trong khi đó chất thải của loài bò này cũng được người Manari chất thành từng đống để đốt. Làn khói từ đó được người trong bộ lạc tận dụng như một chất khử trùng và chất chống nắng, giúp họ tránh khỏi cái nóng gay gắt vào ban ngày ở đây. Giống bò Ancon Watusi cũng được xem là giống bò được cưng chiều nhất trên thế giới. Theo ông Zaizi, người Manari thường xoa bóp cho những chú bò của họ 2 lần trong ngày và đều đặn 7 ngày mỗi tuần. Lượng cho sau khi đốt phân bò được coi như một loại phấn rôm, dùng để bôi lên da của chúng nhằm tránh ruồi và giúp tạo mùi khó chịu để tránh các loài thú ăn thịt. Người Manari thậm chí còn ngủ giữa bầy bò quý của họ, đặc biệt là gần những chú bò mà họ yêu quý nhất, và thường mang theo cả súng trường để bảo vệ chúng, và đương nhiên có lý do để những con người này nỗi vậy. Những kẻ bắt trộm gia súc là một vấn đề lớn đối với người Manari. Đàn gia súc của họ có giá trị rất cao nên cũng dễ bị những kẻ bắt trộm dòm ngó. Kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc, hàng nghìn người đàn ông đã trở về Nam Sudan để cưới vợ lập gia đình, tuy nhiên cái giá thách cưới không hề rẻ. Bởi vậy mà giống bò Ancon Watusi cũng trở nên có giá hơn và biến thành mục tiêu cho những kẻ săn trộm. Những chuyến săn trộm kiểu này là đòn chí mạng đối với người Manari, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn nhiều mặt khác của nó. Các quả mìn còn sót lại khiến cho việc tìm kiếm các đồng cỏ mới trở nên hết sức nguy hiểm. Cuộc xung đột đã khiến người Manari phải sống co cụm lại trên một ốc đảo nhỏ ở lưu vực sông Nin. Chiến sự tiếp diễn ở Nam Sudan đã khiến người Manari bị tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Ông Zaizi nói họ không dám mạo hiểm vào các thị trấn, mà chỉ dám sống trong bờ bụi, và đó đã trở thành lối sống của họ. Vô cực có thật không?
vô cực có thật không? Hay đó chỉ là những điều vô nghĩa trong toán học mà bạn nhận được khi chia cho số 0? Nếu vô cực không có thực, điều này có nghĩa là số 0 cũng không có thực. Và vô cực xuất hiện trong vật lý có nghĩa là gì? Lực dịch bài viết của Sabine Hohenfelder, nhà vật lý lý thuyết người Đức nghiên cứu về lực hấp dẫn lượng tử, giải đáp vấn đề này. Hầu hết chúng ta gặp phải sự vô hạn hay vô cực, lần đầu tiên khi chúng ta học đếm, và nhận ra rằng có thể tiếp tục đếm mãi mãi. Tôi biết đó không phải là một quan sát ban đầu quá khủng khiếp, nhưng điều này không kết thúc việc đếm vì bạn luôn có thể thêm một và nhận được một số lớn hơn là đặc tính quan trọng của vô hạn. Vô cực là cái không bị ràng buộc. Nó lớn hơn bất kỳ con số nào bạn có thể nghĩ đến. Bạn có thể nói nó lớn không thể tưởng tượng được. Vô cực không hoàn toàn đơn giản vì, nghe có vẻ kỳ lạ, có nhiều loại vô cực khác nhau. Số lượng các số tự nhiên, 1, 2, 3, chỉ là loại vô cùng đơn giản nhất, được gọi là vô cực đếm được. Và các số tự nhiên theo một cách rất cụ thể cũng vô hạn như các bộ số khác, bởi vì bạn có thể đếm các bộ khác này bằng cách sử dụng các số tự nhiên. Về mặt hình thức, điều này có nghĩa là một tập hợp các số cũng vô hạn tương tự như các số tự nhiên, nếu bạn có một ánh xạ 1-1 từ các số tự nhiên đến tập hợp khác đó. Nếu có một ánh xạ như vậy thì hai tập hợp đó có cùng kiểu vô cực. Ví dụ, nếu bạn thêm số 0 vào các số tự nhiên, do đó bạn nhận được tập hợp 0, 1, 2, 3, vân vân, thì bạn có thể ánh xạ các số tự nhiên thành số này bằng cách trừ 1, 1 từ mỗi số tự nhiên. Cũng như vậy với tập hợp các số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên cộng với số 0 là cùng loại vô cực. Điều này cũng giống như vậy đối với tập hợp tất cả các số nguyên Z bằng 0, 1, 2, vân vân. Bạn có thể gán duy nhất một số tự nhiên cho mỗi số nguyên, vì vậy các số nguyên cũng là vô hạn. Số hữu tỉ, tức là tập hợp tất cả các phân số của số nguyên, cũng có thể đếm được vô hạn. Tuy nhiên, số thực chứa tất cả các số có vô hạn chữ số sau dấu chấm. Tuy nhiên, không đếm được là vô hạn. Bạn có thể nói nó thậm chí còn vô hạn hơn các số tự nhiên. Thực tế có vô số loại vô hạn, nhưng hai loại này, tương ứng với số tự nhiên và số thực, là hai loại được sử dụng phổ biến nhất. Hiện nay, có nhiều loại vô hạn khác nhau là điều thú vị, nhưng phù hợp hơn để sử dụng vô cực trong thực tế là hầu hết các số vô hạn thực sự giống nhau. Do đó, nếu bạn thêm một vào vô cùng, kết quả vẫn là vô cùng. Và nếu bạn nhân vô cực với 2, bạn sẽ lại nhận được cùng vô cực. Nếu bạn chia 1 cho vô hạn, bạn sẽ nhận được một số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn bất kỳ giá trị nào, vì vậy số đó bằng 0. Nhưng bạn sẽ nhận được điều tương tự nếu bạn chia 2 hoặc 15 hoặc căn bậc 2 của 8 cho vô hạn. Kết quả luôn là số 0. Tôi hy vọng không có nhà toán học nào theo dõi điều này, bởi vì về mặt kỹ thuật, người ta không nên viết các quan hệ này dưới dạng phương trình. Thực sự chúng là những tuyên bố về loại vô cực. Chẳng hạn trường hợp đầu tiên chỉ có nghĩa là nếu bạn thêm một vào vô cùng, thì kết quả là cùng một loại vô cùng. Vấn đề này dưới dạng phương trình là nó có thể dễ dàng sai. Ví dụ, bạn có thể thử trừ vô cùng trên cả hai vế của phương trình này, cho bạn những điều vô nghĩa giống như một bằng không. Tại sao vậy? Đó là bởi vì bạn đã quên rằng vô cực ở đây thực sự chỉ cho bạn biết loại vô cực. Nó không phải là một con số. Nếu điều duy nhất bạn biết về hai số vô hạn là chúng cùng loại, thì sự khác biệt giữa chúng có thể là bất cứ điều gì. Còn tệ hơn nếu bạn làm những việc như chia vô cực cho vô cực hoặc nhân vô cực với không. Trong trường hợp này, kết quả không chỉ có thể là bất kỳ số nào mà còn có thể là bất kỳ loại vô hạn nào. Toàn bộ câu chuyện vô cực này chắc chắn trông giống như một mớ hỗn độn, nhưng các nhà toán học thực sự biết rất rõ cách đối phó với vô cực. Bạn chỉ cần phải cẩn thận để theo dõi xem vô cực của bạn đến từ đâu. Ví dụ, giả sử bạn có một hàm như x bình phương đi đến vô cùng khi x đi đến vô cùng. Bạn chia nó cho một hàm số mũ, nó cũng đi đến vô cùng với x. Vì vậy, bạn đang chia vô cùng cho vô cùng. Điều này nghe có vẻ xoắn não quá đúng không? Nhưng trong trường hợp này, bạn biết cách đến vô cùng thế nào và do đó bạn có thể tính toán kết quả một cách rõ ràng. Trong trường hợp này, kết quả là 0. Cách dễ nhất để xem điều này là vẽ biểu đồ phân số dưới dạng một hàm của x. Nếu bạn biết số vô hạn của mình đến từ đâu, bạn cũng có thể trừ một vô cực này với vô cực khác. Thật vậy, các nhà vật lý làm điều này mọi lúc trong lý thuyết trường lượng tử. Ví dụ, bạn có thể có các thuật ngữ như một epsilon vuông và log x của epsilon. Mỗi thuật ngữ này sẽ cung cấp cho bạn vô hạn với epsilon bằng 0. Nhưng nếu bạn biết rằng hai số hạng có cùng vô cực, vì vậy chúng là cùng một hàm của epsilon, thì bạn có thể cộng hoặc trừ chúng như các... Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên các bạn có thể nhấp đăng ký kênh miễn phí để theo dõi nhiều video hấp dẫn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!